nào, review có tâm nào, review có tâm nào. Kịch bản rất là đáng yêu và không ngờ các wow, các người mở thời trang đóng rất tốt, phải không? Đúng không? Ông Quỷ Hải Triều mới đi ngang mình, đừng có tới nách nó à, giận mới dễ sợ. Quỷ Hải Triều giả gái thì đẹp mà để con trai không có đẹp. Nói chung là phim rất ok, các bạn hãy đi coi đi, đừng có nghe người khác review. Tính Phương Thanh nó khác, không biết là cái quan điểm riêng thôi, cứ đi coi đi, hay cũng có bài học của nó mà dở cũng có bài học của nó, cho nên tại sao bản thân mình lại cứ phải nghe người khác nói, đi đi để thấy cái vì mỗi người có một sự cảm nhận riêng. Phương Thanh cũng bị bất ngờ hết mấy cú của phim đó, mà thôi để các bạn vào xem. Ok rồi, Hải Chiêu đứng xa đi em, có đấy. Chế vừa review có tâm kìa. Ông Quỷ Hải Triều á, giả gái đẹp lắm mà giả trai không có đẹp. Có cho nên mọi người hỏi, ủa sao mà phim là anh trai mà sao giả gái? Để mình sợ bị chạm. Chìm hơn tụi nó. Đúng rồi. Nó rồi rồi chị. Đúng rồi. Em làm gái em muốn làm gái. Đó là em. Đó là em. Đó là em. Chị em mình nó đẹp. Hôm nay đi giày bao nhiêu mấy ơi? Để bao nhiêu? Rưỡi hả? Biết sao không? Tại vì Phương Thanh chặt không có lại. Cho em gái nó chặt. Đúng rồi, chị mà chị phải độn vô lấy khăn giấy trong kia độn. Em đã mai dính chặt rồi cho nên giờ lộn ra thì nó chỉ có xuống thôi. Ủa hôm nay mà tắm với chị. Em có đồ giới giống nó luôn đó chị. Trời ơi, có đồ giới luôn nè chị. Nhưng mà chị đi ra chị nói chuyện với mình đó hả? Dạ. Sống rồi. Cảm ơn. Bây giờ là... 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 Cái đưa option đưa hết cái không có cách được qua ngày hôm sau. Em còn đứa nào, em chỉ còn có một mình em thôi anh. Em nghĩ một mình em thôi chắc không ai đóng được đâu. Thay vì mình lên cát thì lên cát vô. Nó cho sẽ không ai nghĩ anh đi ra được. Bực dễ sợ. Trộn dễ sợ. Nói chung là cứ lựa ba đám con trai đi, tới lúc ra mắt hoa diễn con gái là được cát cái thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Chị nhà con đi Hải Triều. Sai vậy trời, hai đứa bà ôm nhau kìa.